Thống kê vòng bảng Euro 2024, Đức vượt trội, Georgia gây bất ngờ. Chủ nhà Đức đã thể hiện sức mạnh vượt trội tại vòng bảng Euro 2024 với thông số chuyền và sút. Georgia có hai cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn và cứu thua. Thống kê sau vòng bảng Euro 2024. Tại vòng bảng Euro 2024, tuyển Đức chính là đội có màn trình diễn nổi bật nhất. Thầy trò huấn luyện viên Julian Nagelsmann dẫn đầu mọi thông số trên mặt trận tấn công. Diamond Sắp là đội ghi nhiều bàn thắng nhất với 8 bàn. Họ tung ra nhiều cú sút nhất, 57 lần, và số lần trúng đích cũng nhiều nhất, 19 lần. Thêm vào đó, tuyển Đức là đội có nhiều đường chuyền nhất với 2.070 đường chuyền. Thế nên không có gì bất ngờ khi cầu thủ chuyền bóng nhiều nhất tại vòng bảng Euro 2024 là Toni Kroos. Anh đã tung ra 341 đường chuyền với độ chính xác 95,7%. Ngoài ra, Tây Ban Nha là đội tuyển duy nhất giữ sạch lưới sau 3 trận vòng bảng Euro 2024. Ở thông số cá nhân, các cầu thủ Georgia gây bất ngờ. Tiền đạo Georgia Mikata đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới Euro 2024 với 3 pha lập công. Bên cạnh đó, Georgi Mamadashi là thủ môn có nhiều pha cứu thua nhất sau vòng bảng. Thêm vào đó, các chân sút hàng đầu của các đội tuyển ứng viên vô địch đang gây thất vọng. Cristiano Ronaldo đang là cầu thủ tung ra nhiều cú sút nhất với 12 lần. Xếp ngay phía sau là Romelu Lukaku với 10 lần. Tuy nhiên, cả hai đều chưa có bàn thắng nào tại Euro 2024. Dù vậy, trên đây chỉ mới là thống kê sau vòng bảng. Người hâm mộ có quyền trông đợi vào những màn trình diễn hay hơn nữa tại vòng knockout Euro 2024. Các cặp đấu tại vòng 16 đội sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày 29 tháng 6. Mời bạn đọc theo dõi những thông tin nóng nhất, lịch thi đấu. Kết quả, bảng xếp hạng Euro 2024 của tuổi trẻ online tại đây.